Vào đêm ngày 6 tháng 7, theo giờ Hà Nội, Anh đã công bố báo cáo điều tra được chờ đợi đã lâu về cuộc chiến tranh Iraq, trong đó kết luận rằng Anh đã tham chiến trước khi toàn bộ những phương án hòa bình trở nên bất khả thi. Đáng nói nhất trong buổi công bố báo cáo này đó là việc cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tuyên bố sẽ nhận mọi trách nhiệm và không bào chữa cho những sai lầm khi mà Anh tham gia vào cuộc chiến tại Iraq. Bản báo cáo cuối cùng cũng được công bố sau 7 năm chờ đợi về cuộc chiến kéo dài 13 năm của quân đội Mỹ và Anh tại Iraq. Phát biểu trước khi công bố báo cáo, Chủ tịch Ủy ban điều tra của Anh về cuộc chiến tranh tại Iraq, ông John Chilcot, nói rằng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair khi đó đã được cảnh báo rằng các hành động quân sự tại Iraq sẽ làm gia tăng mối đe dọa của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda với nước Anh, sau những mối đe dọa từ cuộc chiến này đã được cân nhắc một cách thích đáng. Anh thành lập Ủy ban điều tra cuộc chiến tranh Iraq vào năm 2009 và dự kiến công bố kết quả một năm sau đó. Song bản báo cáo này đã bị trì hoãn đến nay. Hơn 1 triệu người Trung Quốc đã phải sợ.